Xin chào tất cả quý vị và các bạn, cô chú anh chị em đã quay trở lại với tất cả các kênh YouTube của các anh em. Thì những ngày qua cái vấn đề ồn ào tranh chấp di sản thừa kế của cậu Năm thì hiện tại bây giờ nó lan truyền rất là mạnh và nó gây náo loạn ở trên mạng xã hội. Thì ở trong đó thì chúng ta thấy là con gái của cậu Năm thì được cộng đồng mạng yêu thương, và cái cô cháu gái thì lại bị mọi người là ném đá dữ dội, và có rất là nhiều những cái group anti đã được tạo ra để lên án và phê phán, thậm chí là không phải riêng cô cháu gái mà kể cả là mẹ của cô cháu gái nữa, thưa cô chú anh chị. Và ngày hôm nay thì cộng đồng mạng người ta cũng phát hiện được là cái người mà tư vấn và chỉ dẫn cho là cô cháu gái thì có thể là cái cô nhân vật là Facebooker, cái cô nhà báo đã bị đuổi vì bị kỷ luật là bị đuổi đó. Thì bây giờ thì mình chỉ gọi là cái cô Facebooker thôi, thì có thể là cái cô này đứng sau để mà hướng dẫn những cái đường đi nước bước cho mẹ con của cô giáo. Và cái cô viết bài đó thì ngày hôm nay cũng bị là cộng đồng mạng ném đá và vạch trần, cho nên là cô này quá hoảng sợ để cô này phải khóa cái bình luận ở trên cái Facebook cá nhân của mình. Nhưng mà ngày hôm nay thì cô cháu gái liên tục có những cái động thái khá là lạ, khá là lạ thưa quý chú anh chị. Sau khi là chị Loan liên tục là nhận những cái thông tin nó không được vui, bị stress rất là nhiều, những cái vấn đề mà lùm xùm nội bộ, thì chị cũng đã đăng tải và chia sẻ những cái hình ảnh đi vui chơi ở Đà Lạt. Thì ngay lập tức là cái cô cháu gái đã đăng tải để gọi như là đu theo, có thể là gọi là đu theo. Và mới đây thì cô cháu gái này đã đăng tải một cái bài thơ đó, một cái bài thơ để tưởng nhớ về cậu. Và ở trong cái bài thơ đó thưa anh chị, thì cô cháu gái cũng không quên với cái mụ ý là mỉa mai đó, mỉa mai trách hờn là những kẻ vô ơn và giả dối đó. Thì bây giờ em xin phép đọc cái bài thơ này cho quý vị cô chú anh chị em mình cùng nghe, rồi sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục một số những cái vấn đề liên quan đến cái bài thơ này. Ước gì người còn đó vẫn mỗi ngày mỗi đêm vẫn cười vui kể chuyện thì cuộc đời an yên. Ước gì người còn đó thì mọi thứ còn đây, đâu dễ gì đánh mất niềm hạnh phúc sum vầy. Sao người không còn đó để mọi điều tang thương bao trùm lên tất cả, để cay đắng thâm tình. Sao người không còn đó giữ gìn hết của mình, hay người đem theo hết những gì là của mình. Nếu như người còn đó, sao thấy được vô ơn, sao thấy được giả dối, sao thấy được lòng người. Thôi người không còn đó, chuyện còn lại của đời cứ để trời soi xét, mắt thịt làm sao tường. Thôi người không còn nữa, trả lại đời phù du những gì người tạo được. Xin hãy nơi xin về nơi hãy về. Thương nhớ, thương cảm ngày 26 tháng 6 năm 2023 thì cháu gái của cậu Năm đã làm thơ tưởng nhớ và không quên mỉa mai ai đó là vô ơn và giả dối. Thì ngay lập tức là đã có rất là nhiều những cái luồng ý kiến để đáp lại về cái bài thơ này, vì cho rằng là cái bài thơ này có những cái ngụ ý là không chỉ là trách hờn cái người nào đó vô ơn, mà còn có trách hờn cả là cái người đã khuất ở trong này nữa. Thì có một cái khúc là sao người không còn đó để mọi điều tang thương, rồi sao người không còn đó để giữ hết của mình cái nọ đó. Thì rất là nhiều người ta nói là cái bài viết này nó thật sự là nó không có phù hợp trong cái thời điểm nhạy cảm như bây giờ. Thì bây giờ nói thẳng ra là cái vấn đề mà tình thương và tình cảm ai dành cho ai nhiều hơn nhiều nhất bây giờ nó chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Tại bây giờ người đã mất rồi thì không còn thể đối chất đối chứng được nữa. Nhưng mà những cái vấn đề hiện cả bây giờ mọi người đang quan tâm là cái vấn đề phải công khai minh bạch
rõ ràng cái vấn đề tiền thu và tiền chi trong đám tang, rồi tiền thu và tiền chi để làm mộ cho cậu phải rõ ràng minh bạch. Tại vì trong những cái thông báo thì cũng đã có nói rất là rõ ràng, thì chúng tôi sẽ sao kê rõ ràng công khai những chứng từ mà tới cái thời điểm hiện tại bây giờ thì vẫn chưa thấy. Thì rõ ràng là mình khi mà mình đã kêu gọi trên trang cá nhân của mình thì bắt buộc sao kê mình phải có chụp lại ở trên trang cá nhân và post lên để cho bà con theo dõi. Thì thay vì cô cháu gái này làm như vậy để trấn an dư luận, thì cô cháu gái đăng những bài thơ này chỉ tổ làm cho mọi người thêm là bực mình, và thả những cái bình luận và những có những cái bài thơ mà họ đáp lời lại thì nó không được hay mấy ha. Có nhiều cái bài thơ mà bây giờ là họ đáp lời lại là cô cháu gái họ rằng họ không đó, thì họ viết lại để họ châm biếm lại, mà không biết là cái bài thơ này là của ai viết, không biết là phải cô cháu gái viết hay là cái cô Facebooker đã binh vực cho cô cháu gái này viết nữa. Thưa chú anh chị, giữa cái thời điểm hiện tại đang sóng gió bao trùm như thế này thì cô cháu gái nên yên lặng là một cái điều nó tốt, chứ bây giờ mà bình luận hoặc là viết những cái gì đó thì họ sẽ tiếp tục họ vào đó để họ soi mối. Bây giờ nói chung là người đã mất rồi thì như trong người đã mất rồi, bây giờ là ai đúng ai sai thì không còn trời nhìn nữa, mà cơ quan chức năng họ sẽ nhìn. Khi mà có đơn thì cơ quan chức năng họ sẽ nhìn, chứ ông trời không nhìn nữa, ông trời là khác. Còn cái người ở lại mà có vấn đề liên quan đến cái chuyện mà tiền bạc gì đó thì cơ quan chức năng họ sẽ nhìn, cơ quan chức năng nhìn trước là chừng đó là mới trời sao, đúng không cả nhà? Mình nói chung là làm cái gì thì phải rõ ràng. Ở đây thì mình không có kết luận hay kết tội bất cứ ai, nhưng cái gì mình cũng phải rõ ràng cái đó. Có nhiều người ta khuyên là tới cái thời điểm này thì hai mẹ con nên xuống nước nhỏ để ngồi lại với cô con gái để bàn lại với nhau những vấn đề mà tiền bạc, như khoản nào thấy em thấy nó không đúng hay là có cái gì đó thì sẽ giải thích cho nó rõ ràng hơn. Chứ mà ra pháp luật rồi xáo thịt nầu da gì cũng rất là tội nghiệp, tội nghiệp cho hai mẹ con em là không có nhà cửa vô gia cư rồi mà còn vậy nữa. Chuẩn bị là làm đơn cầu cứu rồi mà không biết là đơn từ tới đâu thì mình cũng không rành lắm. Và ở đây thì sẵn đây thì chia sẻ luôn, có một cái bài thơ ở trên mạng thì họ bây giờ cũng chia sẻ mạnh lắm. Tự nhiên cái cô cháu gái làm thơ thì trên mạng họ lại làm thơ lại thì mình cũng không biết như thế nào. Cậu ơi nếu cậu còn sống thì con đây một đống gia tài, cười vui giòn giả cả ngày chứ đâu bị chửi mỗi ngày hiện nay. Ước gì cậu còn thi hài trại hòm hộ niệm, điếu tiền của con, viên gạch cục đá cũng con, ma chay cúng kiến là con nữa thầy. Tại sao lấy hết thế này, tại sao cháu ruột con mày con nuôi, kiểu này khó để cho nguôi, thâm tình mặc kệ tôi lôi ra tòa, kiện cho ra lẽ không hòa, những gì của cậu sẽ là của con. Cậu ơi cậu rất thương con, mà sao cậu mất của con không còn, chết đi cậu chẳng thấy con, mang ơn của cậu cho con ở nhờ. Con đây lập mấy ban thờ, mở lòng thành thật ai ngờ bị quan. Con đây quyết chẳng quán than, ra tòa khởi kiện quán than làm gì. Trời cao nếu chẳng biết gì, làm con thua thiệt cũng vì phàm phu. Thôi dù sao cậu cũng mất rồi, tiền tài của cậu con đòi được đâu. Dù cho kiện đến nơi đâu, con là cháu ruột lấy đâu ra quyền. Xin về nơi hãy về, con của cậu là nơi hãy về, không lẽ đốt hết theo cậu. B.S. nhớ cậu, thương cậu, cảm thấy ghét con nuôi của cậu vì chiếm hết của con. Đó là cái thơ, một cái bài thơ người ta viết. Đúng, thật sự là nói thẳng là tình thương thì chúng ta thấy thương thì nó không thể nào mà cân đo đong đếm được. Cái tình thương thì mình không thể nào diễn tả bằng lời được. Nếu mà thật sự thương thì đã cho nhập khẩu rồi, thương thì đã cho về để ở chung rồi. Thật sự mình vô hộ khẩu thì mình có quyền, chứ mình ăn nhờ ở đậu thì mình quyền hạn gì mà để mình tranh giành. Còn đã thương thì nó thôi cậu thương con nhất, cậu cho con ở nhờ này cái nọ, thì những cái lời nói đó nó không có cái giá trị. Cũng chẳng hạn như giờ tôi vô nhà chị, tôi nói tôi thương chị, tôi thương cô Sáu lắm, tôi muốn ở đây này kia, sau này cho nhà tôi sao được. Nếu mà cậu thương thì cậu đã cho vô khẩu rồi, tôi nhập khẩu rồi, hoặc là đã để lại di chúc rồi. Tại vì cái nhà đó nghe đâu là lúc trước thì cậu đã cho năm đứa cháu ngoại nhập khẩu hết trơn rồi. Lúc mà ổng nhậu vô thì ổng nói vậy đó, nhà này cho con ở ngay ở tùy.
không có được bán chát gì hết trơn á, muốn cho người này kia ở là quyền của con, tôi không nói gì hết trơn, nhưng mà rõ ràng là trên vấn đề pháp lý đó, thì cậu cũng nắm cậu biết chứ ha. Pháp lý thì là người con người ta hưởng chứ ở đâu mà chị em mà bay vô tranh giành, không có gì chút mà bay vô đó mà tranh giành à, thì cái vấn đề mà cố vấn pháp lý của người nào cố vấn thì nó quá tệ. Mình thấy mình biết rõ cái vấn đề như vậy rồi mà mình vẫn tư vấn để cho hai mẹ con làm vấn đề vậy, nó thật sự thứ nhất là mình mất thời gian nè, rồi bị người ta nói này nói nọ nữa chứ đâu có tốt đẹp gì. Mà cô cháu gái thì vẫn còn là cái con đường mà đi ca đi hát đúng không, đi làm này kia cái nọ nữa, chứ đâu phải là như cô Loan này thì cổ không có cái vấn đề làm việc ở trên mạng xã hội, cổ là sinh sống và buôn bán nhỏ thôi, bán cà phê này kia cái nọ thôi, không có làm gì trên mạng xã hội, không có là đi biểu diễn đi này này kia, không có làm ngựa công chúng, thì cổ sợ gì bị phốt, cổ sợ gì drama đúng không. Còn những người mà làm nghệ thuật này kia đó, họ xuất hiện trên công chúng nhiều thì họ sợ chứ, họ sợ dính dấp vào cái vấn đề mà tranh giành này, cái ồn ào, rồi cộng đồng mạng họ tẩy chay. Ủa cộng đồng mạng bây giờ mạnh lắm, mà cái cô viết bài viết lóc, cái cô blogger á, mình kêu blogger chứ mình không kêu nhà báo, làm ảnh hưởng đến vấn đề uy tín của nhà báo là mình không nói được. Cô blogger, cô blogger Bình này nè, cổ viết rất là tào lao, những cái bài viết của cổ rất tào lao. Đây giờ em sẽ đọc cho mọi người nghe cái bài viết của cô này nói như thế này nè. Vậy là xong chưa vậy, cái trò hề gọi là 97 triệu dân Việt Nam ủng hộ cô Loan, 97 triệu dân nhưng cố hết sức rồi vẫn không đủ 700 nít à. Tôi tưởng cộng đồng mạng gì ghê lắm, áp lực đến không ai dám lên tiếng, hóa ra là trò bẩn với sự thao túng của một nhóm người. Nói cộng đồng mạng là một nhóm người liên tục lập nít giả rồi không biết là bao nhiêu cái, đi khắp nơi chửi rủa thô tục, bình luận nhắn tin bẩn thỉu, quấy rối những ai có ý kiến bất lợi cho cô Loan để bịt miệng họ, đi khắp nơi hô to ủng hộ Loan như một cái máy để lấn át dư luận trái chiều, lôi kéo dư luận về phía mình, mở miệng là gào 97 triệu dân ủng hộ Loan một cách méo mó kỳ dị. Thì không biết cái này là ai ai ấy thì mình cũng không biết nha, ai kêu 97 triệu dân thì mình cũng không biết. Nhưng mà nói chung là về cái vấn đề mà lượng fan hay lượng người đó, thì bây giờ em nói là thí dụ như mình cho một cái cuộc bầu chọn thì 1.000 người thì đã có là hết là 900 người, có thể hơn là họ ủng hộ với cô Loan rồi. Tại vì nói chung cái vấn đề mà họ có vấn đề tiền bạc kêu gọi làm sao thì mình không biết họ đúng hay sai, nhưng mà cái vấn đề khi mà người ta thấy khi mà tranh giành tài sản với người con gái là họ đã thấy sao kỳ vậy ta, từ xưa giờ mình mới thấy cái có một cái câu chuyện là cô cháu họ mà lại đòi đồng đứng tên thừa đúng sở hữu tài sản của cái người cậu của mình, trong khi người ta có con gái. Người ta thắc mắc là cái vấn đề đó, người ta bức xúc là cái vấn đề đó. Sự khủng bố có tổ chức của nhóm người này đang khiến mạng xã hội rối loạn, lệch lạc nhận thức, người dân cảm thấy sợ hãi, cảm thấy mất an toàn. Cái này là chị nói thôi chứ không biết ai nói. Xin đề nghị cơ quan chức năng điều tra nhóm người này, ngăn chặn biểu hiện lệch lạc, bạo lực, khủng bố như xã hội đen trên không gian mạng. Cô này nói mắc cười ha. Bêu ríu làm nhục, cố ý không phải là phân tích trình bày quan điểm một cách bình thường về một sự việc, hãy tố cáo lên công an, kiện ra tòa. Kêu vậy á. Qua giờ nhận được nhiều cuộc gọi của nhiều nghệ sĩ chia sẻ cảm ơn và nói giùm điều họ nghĩ nhưng không dám nói ra vì sợ quá, sợ cái gọi là chửi rủa khủng bố của cái nhân danh là cộng đồng mạng trong chuyện này. Thì không biết là ai chửi rủa ai khủng bố thì chị phải nêu đích danh tên tuổi ra chứ, chị nói không thì ai mà biết được là chị nói như thế nào. Chửi rủa hay khủng bố thì chị phải đưa ra những cái dẫn chứng cụ thể, là những tin nhắn hay là cuộc gọi đe dọa này kia chứ, mà chị viết vậy thì nó không có chuẩn xác lắm ha. Nhắn với phe cô Loan là có hay không sự ăn chặn ăn bớt các nguồn tiền ở đám tang của cậu Năm thì cũng không làm thay đổi bản chất việc làm đại nghịch bất đạo bất hiếu với cha của cô Loan, khi cổ phá nát gia đình, làm nhục gia đình, làm hại gia đình, làm người thân bị chặn đường sống, phá hoại thân danh cha, không biết thương cha, không biết nghĩ tới cha, vì tiền làm những việc vô ơn bạc nghĩa với cha. Cổ này cổ nói vậy là cũng sai. Cổ nói là không cần biết là cái việc có hay không ăn chặn ăn bớt thì nó cũng không làm thay đổi là bản chất là cô Loan là bất hiếu với cha là không được, cái nào phải ra cái đó. Bất hiếu là chị như thế nào mà chị nói người ta bất hiếu
chỉ là người ngoài thôi, chị đâu phải trong nhà, mà chị nói là người ta bất hiếu. Còn cái vấn đề mà ăn chặn ăn bớt là không được à ha, mình phải nói vấn đề rõ ràng. Ừ, có thể là chị nói cô này cổ bất hiếu thì đó là cái quan điểm của chị, nhưng mà cái việc mà ăn chặn ăn bớt đó, thì chị phải làm rõ có hay không để đưa ra cái sự công bằng. Ừ, chứ mà tự nhiên vô đó mà đám tang của người ta mà vô đó ăn chặn ăn bớt có sao được, mà chị nói vậy thử đám nhà chị nó vô ăn chặn trong đó chị chịu không, mà chị nói vậy đúng không? Này là mình cần phải làm rõ, mà đặc biệt là cái vấn đề mà kêu gọi là mình phải làm rõ ha, chứ mình đây là mình cũng không có xúc phạm hay là chửi bới ai, cái vấn đề kêu gọi là mình phải làm cho rõ ràng để cho bà con người ta tin tưởng. Phe cô Loan nên xác định cho rõ mục tiêu, tất cả việc làm của cô Loan đều là vì dành về tiền đám tang, nhà cửa, tài sản của ông Năm, chứ chẳng phải vì cổ thương cha, bảo vệ cha. Dành cái gì mà dành, con người ta mất, ê, xin lỗi quý vị, cha người ta mất, tài sản thuộc về con người ta, nhưng mất mới thì người ta dành. Cô này cũng nói sai nữa ha. Cha người ta mất thì tiền bạc tài sản của cha người ta thì người ta thừa hưởng, có và dành là có người cô người cháu đang đi thư kiện để dành nè, đó mới là họ dành. Còn cái này là người ta thừa hưởng hợp pháp, mà giấy tờ người ta đã sang nhượng toàn bộ, người ta đã lập vi bằng, người ta, ta đã thừa phát lại những cái gì gì mà của ông Năm là qua cho cô con gái hết rồi, thấy không? Mấy cha đi ra tòa để yêu cầu đồ quỷ, mà hiện tại bây giờ là bản án hồ sơ thì cũng không có cái gì ra cái gì, không có được chứng cứ gì để gọi là nó có căn cứ hết trơn á, cũng bị sắp thua tới kìa. Ở đó mà nói là cô này đi tranh giành, ở không đâu mà tranh giành, thấy không? Cổ đâu có đi thư kiện đâu, cổ bị đơn, cổ bị thưa mà, đúng không? Dĩ nhiên cô có quyền dành về những điều đó, cổ chỉ không có quyền dành về tất cả tài sản tiền bạc được hưởng từ cái mất của cha, nhưng lại dùng cách làm vô ơn bạc nghĩa với cha mà thôi. Cách làm bất hiếu rất lạnh lùng tàn nhẫn này hoàn toàn không cần thiết, xã hội không nên ủng hộ. Sao cô biết là lạnh lùng và tàn nhẫn? Thử mình đặt vô trường hợp của mình đi, rồi mình biết cái gì nó phải ra cái đó rõ ràng và minh bạch. Chứ không có cái chuyện mà tiền đám mà nó mập mờ là không được, phải rõ ràng, phải bao nhiêu tiền thu vô bao nhiêu, chi khoản nào mình phải rõ ràng minh bạch. Thì cái cô kia chỉ là cô chị em gái và cô cháu thôi, cháu họ thôi, thì làm cái gì cũng không qua con. Thử tôi hỏi gia đình của cái cô Bình này, cái cô viết bài đó, khi mà có cái hủ sự gì mà người khác phóng vào mà làm không hỏi ý kiến của cô thôi, rồi cô có nhảy đổng lên và cô có lên la làng hay không? Tôi hỏi vậy. Rồi tiền bạc tiền húng điếu của gia đình cô người ta rinh sạch, rồi tiền bạc gia đình của cha cô để lại cho cô người ta rinh hết, rồi cô có nhảy dựng lên cô la làng hay không để cô viết được cái bài này đó. Tại vì người ở ngoài thì họ nói như vậy, họ ở ngoài không phải tiền của họ, không phải tài sản của họ, không phải danh dự thanh danh của người thân họ, cho nên là họ có góc nhìn khác. Của những người trong cuộc thì ta có góc nhìn khác. Phe cô Loan cứ đang bám ngoài cửa tự tức tối lồng lộn đi nhé, cứ tự cắn xé bản thân mình đi nhé. Nhà này không nhận rác, hãy tự tìm đến với nhau. Vì Facebook không có chế độ lọc rác nên bài này chỉ cho phép bạn bè và người theo dõi đã lâu được bình luận. Ý là chị nói là không phải là mình muốn ấy đâu, nhưng mà mình ấy lại ha, bóp lại, không cho những cái rác vô nhà. Nói chung là sợ bị chửi, cũng cũng sợ là sức ép của dư luận đó. Thì cái bài viết này của chị viết ra thì có một số người người ta viết lại để người ta đáp lại cái chị Bình này, thì người ta viết như thế này, sẵn đây đọc luôn, đọc luôn cho mọi người nghe. Chị Bình có viết là Loan hoàn toàn không lo đám cho cậu Năm, chỉ mình cô cháu gái lo mới được đám tang rình rang nở mặt nở mày. Ông sạc điện cũng đã từng nói qua câu tương tự vậy, và đây là câu trả lời của mình. Cô cháu gái và cô con gái hoàn toàn, cô cháu gái, mẹ con cô Sáu đó, hoàn toàn không cho Loan có quyền quyết định tiền bạc, cũng không giao phó rõ ràng. Ông sạc điện là ai, bún bò là ai, họ có vai trò gì trong gia đình, tại sao họ có quyền bàn luận việc lập mộ trong khi cô con gái thì gạt sang một bên. Là cô cháu gái dành làm, không phải là cô con gái không làm hoặc không biết làm. Cô cháu gái luôn ra mặt và quyết định, kể cả quyền ký hợp đồng với truyền thông cũng do cô cháu gái tự ký. Trong buổi họp báo, cô cháu gái tự nói mọi quyền quyết định đều do mẹ cô ấy.
Từ lúc chú còn trong bệnh viện cho đến khi đám tang kết thúc, cô cháu gái liên tục nói về cô con gái, đến nỗi cô con gái phải quỳ xuống xin mẹ con cô cháu gái cho chú về mất ở nhà. À, đây là chính cô cháu gái nói. Còn đau đớn nào hơn, đứa con dù nuôi hay ruột nó còn xót thương cha mình như thế. À, là cháu chỉ lo tài sản thì có tư cách gì chất vấn. Nếu không có mẹ con cô Sáu và ông sạc điện, bài vẽ có thể đám tang của chú không rình rang ôm sòm như vậy, cũng không có tai tiếng như vậy. Tai tiếng do vấn đề làm mộ và tiền phúng điếu. Dù Loan có không có tiền nhiều vẫn có thể tổ chức một đám tang ấm áp cho chú. Tên tuổi của chú có trước mẹ con của cô Sáu và kéo dài đến khi chú mất, nên mẹ con cô Sáu đừng suy nghĩ bậy bạ là nhờ mẹ con của cô mà đám tang chú mới mở mày mở mặt như vậy. Bản thân của cô cháu gái vẫn đang bám cái tên của cậu Năm kia mà. Không có mẹ con cô Sáu ra mặt thì đám vẫn diễn ra ấm áp đầy tình người. Bạn bè anh chị em nghệ sĩ vẫn chân thành viếng chú. Người đã mất còn lại là nghĩa tình chân thành với nhau, có rình rang thì cũng không phải người mất hưởng. Hào quang sân khấu chú cũng đã hưởng cả cuộc đời rồi, chú đâu hiếm lạ gì. Chẳng qua cô cháu gái đã có sẵn rồi nên từ đầu đã đưa cô con gái sang một bên. Giờ cô cháu gái có nói như thế nào cũng không che lấp được sự việc. Hãy sao kê đi, nếu sao kê xong cô cháu gái trong sạch thì cô cháu gái sẽ trở thành ngôi sao hạng A đắt xô nhất Việt Nam. Lúc đó tôi sẵn sàng nhận lỗi với cô cháu gái. Đó là một cái bài viết của một cái vị khán giả để đáp lời lại với các cô blogger, cô facebooker là mình, chứ không phải là người viết báo viết bài nha cả nhà. Rồi thì đó là cái nội dung trong cái video này mà tụi em muốn chia sẻ với quý vị cô chú anh chị. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tụi em xin phép tạm dừng video tại đây.